Chút xíu nhập vô chút xíu. Tối cái mặt mình không phải là mình nữa. Điều, nó vô ra thân nó như đi chợ vậy đó. Người chết. Đầm con nè. Trời đất ơi, nó mới bệnh nhân kêu mình chết mới chạy đầu đầu về đó. Bệnh nhân này là chị của chị Xuân trong cái clip mà ngủ tinh nhập xác nha mọi người. Chị cũng bị phần tâm linh. Đâu? Vậy hả? Ở đây cũng mát quá ha. Cho ông xuống bảy. Rồi quá đi. Chị gọi nó đi. Dạ. Rồi, yes. Rồi ok. Rồi chị gọi đi. Nói chuyện ha. Hồi trước bệnh thì người ta nhập riết à, không biết như nào, nhập vô cứ xỉu. Rồi giờ bớt cái đó rồi, mà giờ tới qua cái đầu mới được. Cái đầu nó sao? Nó như có ai là... Lớn lên. Đấy, có ai mà giật cái đầu mình lên. Cái chẹo, cái họng, cái hàm nè, chẹo qua. Đi bệnh viện có đi bệnh viện. Có đi bệnh viện chịu đẩy khám nữa, nhưng người ta nói bị CT dễ thần kinh, nhưng mà uống thuốc rồi mà cũng... Trong cơ thể chị giờ sao? Trong cơ thể giờ thì tối ngủ thì nó cứ giật vậy đó thầy. Nằm xuống thì hết, mà ngồi dậy đứng lên thì đi thì nó bị... Đi nó bị vậy đó hả? Đi nó bị. Tình trạng này bao lâu rồi? Chắc mặt cũng bỏ chuyện nghe chuyện nghe riêng đi, bây giờ hỏi nói tới mình tình bệnh tật thôi. Dạ. Bây giờ có đi thầy này kia đi giải quyết chị không, giúp cho chị không? Có thầy mà hồi trước ông anh ông làm thầy ông giúp, nhưng mà càng ngày càng nặng không hết. Càng ngày những càng người thầy đó nói chị bị sao? Thì mấy người thầy nó bị người ta hại vậy đó. Đã hại vậy đó thầy. Bị hại hả? Dạ. Có bữa nó điên quá trời thầy, nó còn không còn biết cái gì luôn á. Nó không có biểu diễn, nó loạn trí nó luôn á. Loạn trí? Loạn trí á. Thầy cũng nhờ cái thầy mà bữa tỉnh nó chồng Úc trên đó, nó thầy cách đẩy cái số đó. Thầy cũng rút ra từ từ nó bớt rồi, thì tới mức độ đó thôi chứ không có hết. Bữa đó là không cho ăn cơm luôn. Kéo họng kéo hầu cứ ngắt cái lưỡi luôn. Ở trong cái lưỡi mình nó kéo qua kéo lại mà cứ ngắt cái lưỡi luôn, không cho ăn cơm. Đi siêu quẹo đó thầy, đi bên đây quẹo qua đây quẹo 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 có từng lễ đi quẹo. Từng lễ đi quẹo chân quẹo cẳng không đi được. Sẹo luôn. Cái nhờ đi sụm như bà già vậy đó. Nhờ lên bên trên thầy trên kia rút da. Giờ còn vậy là cũng may phước còn sống rồi thầy. Bữa nó ăn thì ông ba nó bắt ăn chay với lại nước đá mà bởi vậy bữa lên đó cái đợt mà chữa Út Xuân ở đây mà lúc đó là chay gần năm mà đi nước không à. Ăn cơm với nước trắng không à? Ăn cơm nước không hả? Với nước. Bay nhẹ gì? Dạ. Xà lẹ cũng như ông chắc còn mấy ký. Tính đâu là đi xà lẹo từng lễ sau là chết rồi đó. Cái chân mà cứ đi lẹo qua lẹo lợn, đi xuống nhà tắm đi đâu cũng lẹo qua lẹo lợn, đi xuyên qua xẹo lợn rồi. Cho nó ốm ốm mà bay gì ăn với nước á. Đúng rồi. Tự nhiên cái nó không cho ăn ấy mà nó bắt ăn cơm với nước tráng thôi vậy ăn. Lúc đó là không biết chị ở đâu rồi đó. Ăn gai gì? Ăn cái ngồi cái á, nó ăn nó cho hết bệnh, cái suối nó cứ vậy á, nó ăn nó cho hết bệnh, nó ăn thơm mà. Không ăn cái gì hết trơn, biết rồi nó còn bổ xương không. Bữa là thầy xuống là nó mới bớt, nó chuyển qua mặn nó mới bớt rồi. Ăn những thứ tinh khiết có da có thịt rồi thầy. Bây giờ cái đầu nặng lắm, cái đầu gịch trời ơi. Nó gịch bên nữa, nó gịch xong. Nó gịch mình, giờ nó đang gịch, gịch cái đầu xuống vậy. Gịch xuống thì mình gịch lên lại.
Gịch nó lỡ nó cũng hồi nó cũng bị vậy thôi. Gịch nó nổi quay hàm bên đây nè, bố không quay hàm bên đâu có gịch. Gịch cớp cớp. Cớp cớp. Gịch giả tưởng đâu mà chẹo quay hàm qua bên. Giống như cảo vậy đó hả? Dạ. Cảo qua cảo lại. Cái gì đó hả? Thì nó gịch vậy đó. Lâu táp vậy đó. Lâu có táp vậy đó, nó táp cứ táp hoài. Hả? Có, hồi kỳ ba lần rồi. Cái ngáp cứ làm như không phải là mình nữa. Chị mày kính chén nè. Trên cái bụng á thầy. Bự như nè. Gịch tới, gịch lui, gịch xuôi, gịch ngược. Trong cái bụng á. Mà nó chạy nguyên cục vậy đó. Chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Nó chạy. Chạy. Chị bảy, chị này chín tiếng là ngủ chung. Nó mới chạy. Ngủ chung với chị này với nhỏ em út của hổm đó. Hai người bệnh. Chỉ canh không á. Tức là hai người bị bệnh thì một người canh. Dạ. Tối ngủ canh hai đứa đó mà thấy ghê, dưới này nó ngáy nó ngáy. Ngáy. Cái mặt mình không phải là bằng tối, không phải là mình nữa đó. À làm như xe lửa chạy đó. Đúng rồi đúng rồi. Mà nó ghê lắm, lại giống như là một cái gì mà nó ngẹt mà nó tối là nó cứ như vậy. Mà tối cái mặt mình không phải là mình nữa. Nó khó lắm rồi nè, cuốn rồi nè, thấy ghê lắm. À. Nó rút lên rồi có một rồi. Cái mỏ gì đó hả? Cái mỏ gì giống cá liềm chìm vậy? Dạ cái thở thì con nhỏ em nó cái gì không biết nữa. Cái thở bằng hơi cái họng khè khè ra ghê lắm. Khè nữa. Mà không biết bà đó có hay không mà đầu tiên xin ba lần con chó vậy đó. Sao không có không biết. Không. Hét sao? Hét sao? Hả? Hét sao nói tôi nghe này, hét bà hét sao? Không nhớ, không nhớ. À, họ nhớ cười. Không biết cười gì không biết. Rồi chi biết nè. Không lơ là em đi. Người nhập người khác rồi. Mày xuống là tao lấy xác em mày rồi. Em mày chết hết rồi. À. Tao nói với chị ha. Mày xuống là tao lấy xác em mày rồi. Mày xuống là tao lấy hồn lấy xác em mày hết rồi là em mày á mày không cứu nổi em mày đâu mà nó cười. Rồi cái ngăn là xỉu cái đùng. Nó có làm gì biết hả thầy? Tức là nhập lên luôn ha. Dạ, người này rồi. Nhập người kia nhập biết người nào. Này, nó giả dạng luôn, nó giả dạng mẹ cái mẹ. Nó cứ nói mẹ về đây, mẹ đây không à. Ôi mẹ đây không mà. Ở trên ha, ở trên xuống hay gì? Nó chửi đây quá, chỗ đó nó là mẹ mình, nó chửi mình quá. À mẹ mình thôi. Dạ. Nó nói rồi mẹ, nói mẹ, gì tao là mẹ mày tin tao rồi nó chửi đây với út quá trời luôn. Nói gì con tiên ngọc hoàng gì tùm lum hết thầy ơi. Hoàng nè hả? Ờ, nói tiên nữa thầy ở tiên giới gì tiên. Tùm lum hết, không biết ở đâu, ghê thằng... quá, sợ quá. Giờ mới tỉnh táo được có thầy. Có gì đâu sợ. Tiên. Giờ cái đầu nó gịch vậy nhưng mà hơi tỉnh, đau óc tỉnh lại. Còn hồi trước là không có tỉnh luôn á thầy. Năm trời bệnh nặng lắm. Tức là đầu cổ chưa tối ngày cứ gì? Gịch vậy đó. Không có. À kêu lấy hai gói thì gì? Hai gói á thầy. Để tôi kể coi. Bị cũng cả năm mà đó giao qua đây ở luôn nè, đâu có ở bên chồng được, chồng đâu có tin chị bị bên này đâu. Chị phải giao quay mấy chị với em út bữa hổm nó bệnh hình chết nó cũng vô dứt gì đây ở. Nặng nhất là khi bữa hổm chị xỉu tới xỉu lui là cách đây chắc cũng mấy chắc cũng nay cũng 5-6 tháng rồi đó. Bảy em xỉu trước xỉu lui lần này cách đây mấy tháng bảy. Qua Tết mấy ngày á. Ừ. Nè chị qua đi ngồi đi kể cho chút xíu nữa coi. Chị chứng kiến hết á. Chị bà nắm. Ở chung chị chứng kiến toàn bộ công việc. Nó bỏ ra đây nó ở chị Nhi, cô Nhi phải lo cho nó. Chị phải đi rước về. Rước nó về. Đó. Rồi mới ban đầu á thì nó ít nhưng mà sau này á là nó càng ngày nó càng nặng. Nó càng ngày nó càng nặng rồi cứ nhập vô nhập ra hoài. Bao nhiêu dông á, cái nói, ui, cha ơi, đi ra con. Đó, bao nhiêu cái người chết á, nó đều nói là nó thấy hết trơn. Người sống đều nhập vô người nó hết trơn á, nó nói, ừ. Ngộ lắm. Ai cũng vậy, quyên cả chòm sớm, quyên cả dòng họ, thân tộc của mình, thậm chí của người khác cũng vậy nữa. Nó cứ nói là nhập vô nó mà nhập rất là nhiều. Nó vô ra thân nó như đi chợ vậy đó. Người chết á. Người chết á, dòng người chết á, như đi chợ. Ừ, nó thấy luôn. Mà nói đù rì ha, à, cái này mới quan trọng nha thầy, nói đù rì trong cái lỗ tai nó nói suốt luôn, rồi suối nó làm cái này làm cái nọ.
nó nói đồ đạc trong nhà đem quăng hết, ở đâu nó cũng nhìn là ma, trong nhà nó nói nó ma rồi, ra đây nó cũng nói ma, là ở đâu nó cũng nói ma hết. Rồi cái nó kêu là bao nhiêu đồ mà liên quan tới những cái người khác, người mà nó dâm nó thấy là nó kêu hốt quăng xong hết. Tụi nó hốt riết mà cái nhà không còn một cái gì hết trơn, đồ đạc không còn một cái gì luôn. Rồi đó, nó cứ thấy là người này người nọ, tao nói riết mà hết, người này người nọ, nó nói riết bấn loạn tinh thần hết luôn. Rồi á, cái gì mà nó thấy là nó nói ma không, nó cứ quăng hết đồ đạc như tất cả, từ quần áo, nồi, niêu, son, hình chảo, giường, dán, lu hũ, chén, bát, thực phẩm, cơm, gạo, bột ngọt, tới chung thực phẩm nè, đồ gia dụng nè, tất cả quần áo nè. Rồi tất cả cái gì mà gọi là xài của con người á, là nó đều nhìn vô nó là thấy là của ma của quỷ hết, nó bắt hốt quăng xong hết. Nó kể ra giường dán nó cũng bắt đốt luôn, nó đốt sạch hết, không còn một cái gì hết. Mới mua cũng đốt luôn, đó, nó đốt hết. Đó. Là từ từ vậy rồi bắt đầu á, từ từ nó nặng hơn nữa là nó cứ nhập vô nhập ra ngày 3-4 lần. Ừ, cứ nhập vô nhập ra, nhập vô nhập ra. Bữa nhà ở dưới là nó kêu cô Nhi á, là mày không xuống á là tao đem em mày đi á, mày mất xác luôn á, tao ăn thôi, tao lấy cái xác cái hồn em mày luôn rồi đó, mày không xuống là tao đem em mày đi, mà mày xuống á bây giờ mày xuống cũng muộn lắm rồi. Nó làm vậy đó mà nó cười hả 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 hả, nó cười rồi tối nó ngủ á xỉu đó. Nó ngái, trời ơi, nó ngái á, mà mình nghe mình sợ luôn, nó ngái giống như con bò rống vậy đó, giống. Thì đó hồi nãy cô Nhi nói đó, ừ thì rất là ghê sợ. Ừ, rất là ghê sợ, mà cái bản thân nó không biết đâu, mà mình thức tại vì cô đó canh hai đứa, cái đứa kia với đứa này. Đó, suốt như vậy, suốt cái năm trời như vậy đó. Mà nó ngái nghe rùng rợn lắm, rồi sáng dậy rồi nó cũng chả biết gì. Mình ngủ không phải cái mặt là mình đó. Mà nó ngủ không được, mà nó ngủ là cái mặt mày nó nhìn thấy sợ lắm. Đúng rồi, nó không còn là nó nữa. Nó đen đuổi mà nó biến dạng, nó kỳ cục lắm. Nói chung là nó kỳ cục. Là mình nhìn nó là mình nghĩ là không phải là em mình. Nó cái tính tình nó thay đổi. Tính tình thay đổi đó, rồi cái nó nhập vô rồi nó nói là người này người nọ, nó là tiên trên trời xuống rồi nó là má của cô. Ừ, nó nói má cô. Đó, rồi nó chỉ dạy này kia nọ lum la. Nó chỉ dạy đủ thứ á. Ừ, chỉ dạy mình làm, nó biểu mình làm theo nó, là mình không làm thì nó không nghe lời mẹ. Mình mất hiếu, nó chửi mình. Nó chửi mình bất hiếu. Rồi nó làm á, không biết không, là nó làm tùm lum á, nói chung mà mỗi lần vô như vậy nó rất là mạnh nha. Nó rất là mạnh nha. Trời ơi, nhà cửa nó dọn hết trơn, cây trái nó cây rồi nó đốn sạch á, nó đốn nổi á. Ừ, rồi cái nó nói chứ má mà không về cứu nó là buông ra nó là nó yếu như cọng bún vậy đó. Nó cứ nói hoài cái câu đó mà mình cũng thấy như vậy á. Vô là bắt đầu hả, tao nói cây cối trong nhà dọn dẹp sạch trơn. Đốn. Đốn. Đốn hết luôn. Cái gì mà mình nghĩ là nó làm giờ không nổi nó vẫn đó. Giờ tỉnh táo rồi. Thầy cho thầy coi cái bệnh rồi sao. Vậy nó nghịch lưỡi. Đó, ừ thì thầy Út Xuân đó. Út Xuân là cũng vậy, chữa tới đó thôi. Thầy nói thầy chữa tới đó thôi. Còn đúng rồi. Uống thuốc của thầy vô thì thấy nhẹ. Nó
Lên là tiêu nha, lên cho đi tu nha, không lên tiêu đó. Trời. Ghê vậy? Hét kìa. Táp đó ha. Ừ. Còn táp đó hả? Đau không? Đau quá hả?
Quỷ không trong người đó, cẩn thận cẩn thận, chút xíu, quỷ không à. Kim này. Ai không có lên sưng nữa sao? Trốn chân hả? Sao trốn chân vậy? Lên đi. Lên sưng đi. Đầy hết rồi. Chút xíu gì? Nhiều quá. Im được cái tai. Hai con à, ba con à, bốn con à, năm con nè à. Gắt ha, gắt là nó giáo chịu, dùm tay.
con nè, 15 nè, 15 con thân xác này, 15 con còn gì? Thôi vậy nó nói chắc em nói chú Út nói chứ. Chắc là bệnh đeo tụi em chết. Không có tin, đâu có chết sao mà. Chồng mình tin bỏ đi. Tân nghe, đi gà lại nữa. Thở mạnh á. Dạ. Dạ. Hôm nay thầy Trung có đến nhà trị bệnh cho Nguyễn Thị Anh. Là hôm nay là thầy trị bệnh cho con người con được khỏe rồi. Khỏe nhiều rồi, nó nhẹ người. Con cũng cảm ơn thầy với là Lê Hậu. Lê Hậu trong đoàn đã kết nối lên đây trị bệnh cho con cảm ơn thầy nhiều. Đây thì cũng là lần thứ hai đó thầy Trung với ekip của thầy Lê Hậu đã tới nhà để mà giải cứu cho hai đứa em. Đứa thứ nhất là Nguyễn Thị Xuân á, rồi đứa thứ này nữa là đứa chị như của Xuân là Nguyễn Thị Anh. Thì không có cái lời nào mà để diễn tả nổi á, là cái sự biết ơn. Trước tiên là biết ơn thầy, biết ơn thầy nhiều lắm. Rồi cũng là có một cái duyên may để mà được gặp thầy. Đó, cho nên những cái các bạn nào mà ở trên xem kênh YouTube của thầy Trung An Giang mà của Lê Hậu á mà vẫn chưa được thầy cứu á, thì vẫn có cái lòng tin để mà có duyên để hữu duyên để được gặp thầy để mà thầy cứu chữa cho nó dứt điểm cái bệnh của mình, cái bệnh tâm linh này á. Bây giờ nó xảy ra đôi khi cái người thường mình không thấy. Cái người thường mình mắt thịt mình không thấy được, nhưng cái nỗi đau của thân xác là hoàn toàn có thật. Nó hoàn toàn có thật hết. Do những người không tin thì bảo rằng những cái chuyện này là mê tín, nhưng mà thật ra đó là như vậy. Chuyện đó là nó xảy ra từ ở trong cái gia đình của tôi, từ ở trong cái gia đình của tôi. Mà tôi là người chứng kiến những cái bệnh của em mình từ lúc khởi đầu cho tới bây giờ. Nói chung là cũng đi rất là nhiều thầy rồi, cũng đi gõ nhiều thầy rồi, nhưng nó cũng chưa gặp được duyên, cho nên nó cũng chưa có hết. Nói hôm nay thì gặp được thầy thì thầy giải cứu giống như là tái sinh cho em. Hai đứa em tôi thì rất là mang ơn, rất mang là mang ơn của gì? Thầy đó, rồi mới cảm ơn cái kênh YouTube đã kết nối cho những cái bệnh nhân của toàn miền đất nước, hoặc chỉ là đi từ cái nước ngoài cũng vậy để mà kết nối để về. Còn nếu mà mình đã bệnh rồi thì cứ mà về để mà liên hệ với thầy để tìm thầy cơ duyên, có may có duyên thì thầy sẽ cứu, sẽ sống, bảo đảm sẽ sống, sẽ hết bệnh. Rồi rồi, cảm ơn.